Bữa nay bên mình mới làm một cái con quay tàu 50, làm cho nó cái bài bôi xăng lửa nha mọi người. Này quay 50 nha mọi người. Bữa nay thằng em nó nhờ binh cho nó cái bài bôi xăng lửa. Rồi để mình nấu máy cho mọi người xem nha. Đây nhẹ nhàng nha mọi người. Đây nhẹ là cháy, nhẹ là cháy nha. Đây bô thì bô, có bô. Bình xăng có bình xăng. Còn lửa thì lửa đây. Lửa này là mình chơi lửa bô luôn nha mọi người, chứ mình không có chơi lửa độ nha. Bài này mới phát minh. Bô xăng lửa. Lửa này mình chơi lửa bô luôn à. Có anh em nào có nhu cầu làm bô xăng lửa quay 50 này kia, quay tàu liên hệ mình nha. Máy là đời nhẹ cháy nha mọi người. Bô xăng lửa, quay tàu. Rồi thôi, xin chào mọi người nha. Có anh em nào nhu cầu làm bô xăng lửa thì liên hệ mình nha. Rồi nhẹ nhàng cháy nha anh em. Nhẹ nhàng. Quay 50. Nằm 49 luôn nha mọi người. Rồi, xin chào tất cả mọi người đang xem nha.